Hello, xin chào thẻ các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và bây giờ thì cũng là 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì là mấy hôm nay thì mình bận công việc ở riêng, thì mình không level bán điện thoại cũ được cho các bạn. Thì buổi tối ngày hôm nay thì mình sắp xếp công việc, cố gắng coi như là level bán cho các bạn điện thoại cũ. Thì các bạn ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy lên lại trực tiếp mình đặt hàng các bạn nhé. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu chiếc cho các bạn là chiếc iPhone 6 thường. Đấy, con này là bản phiên bản quốc tế các bạn nhé. Con này là iPhone 6 thường, con này là phiên bản quốc tế. Đấy, iPhone 6 thường, con này là phiên bản quốc tế 16GB. Và tình trạng pin con này thì là mình đã thay pin mới 100% cho các bạn nhé, nên các bạn yên tâm phải sử dụng. Đấy, con này thì là ngoại hình cũng khá là ok các bạn nhé. Đấy, con này tình trạng máy chỉ là mất mỗi vân tay thôi. Đấy, con này thì là main zin, màn zin, máy chỉ mất mỗi vân tay. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.300.000 các bạn nhé. Đấy, chỉ với giá là 1.300.000 các bạn đã sở hữu sản phẩm iPhone 6 thường, các bạn về làm máy phụ nghe gọi hoặc là chơi game, xem phim, nghe nhạc, nói chung là iPhone các bạn gánh game cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Đấy, con này mình sẽ bao các bạn là main zin, màn zin, bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.300.000. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 thường thì các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại để mình đặt hàng đây ạ, 0966, và nếu mà tin nhắn mà Zalo mình không trả lời kịp thì mong các bạn liên hệ trực tiếp qua số hàng. Và đây địa chỉ cửa hàng mình, gần các bạn thể là qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng mình để giao lưu trao đổi mua bán. Và ở xa thì bên mình có ship nên các bạn yên tâm. Hình thức mua hàng ở xa thì các bạn cọc cho mình phí ship thôi, 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Thì các bạn sẽ là chọn nhà hàng thanh toán, bạn nào tin tưởng bên mình rồi các bạn chuyển khoản trước cho mình. Mình cũng nhận chuyển khoản trước cho các bạn nhé. Đấy. Đấy, iPhone 6 thường 1.300.000 cho các bạn nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được hai chiếc Samsung Lot 9 các bạn nhé. Lot 9 buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được hai chiếc đấy. Một chiếc màu cà phê và một chiếc màu đen bóng các bạn nhé. Đấy. Ngoại hình thì hai con chiếc của Samsung Lot 9 hai chiếc Samsung Lot 9 phiên bản này thì là hai con này nhà mình là bản Hàn nhé. Đấy. Hai con Samsung Lot 9 của mình này, hai con này đều là bản Hàn. Đấy, hai SIM hai sóng thì là mặc định của máy Hàn về Việt Nam sẽ là một SIM. Thì là đây là mình đã chạy ROM hai SIM cho các bạn nhé. Đấy, mặc định máy về Việt Nam mình thì là sẽ là hai SIM, một SIM. Nhưng mà mình đây mình đã chạy ROM lên ROM quốc tế là hai SIM cho các bạn nhé. Còn các bạn nào muốn dùng một SIM thì mình sẽ về một SIM cho các bạn. Còn các bạn nào muốn dùng hai SIM thì mình sẽ để nguyên hai SIM cho các bạn nhé. Đấy, hai con này thì là Note 9 đấy ạ. Đấy. Đấy. Ngoại hình thì hai con này thì bên mình thì là máy đẹp keng nhé. Đấy, máy đẹp 90/90%. Máy đẹp leng keng luôn các bạn nhé. Con này là màu cà phê này, máy cũng đẹp leng keng luôn. Đấy, quá là đẹp luôn, siêu phẩm, một thời là gần 30 triệu đấy các bạn nhé. Và con này là con màu đen bóng, máy cũng đẹp leng keng các bạn nhé. Samsung Lot 9 này thì là màn hình của nó mình sẽ nói sơ cua qua. Màn hình thì hai con này thì là màn hình của nó là tràn viền 6.4 inch, độ phân giải màn hình của nó 2K, các bạn xem phim 2K, 4K, 8K thì cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Bản Hàn thì là hai con này thì là đều là RAM 6GB. Tất cả là hai con này là phiên bản là RAM 6GB này. Bộ nhớ trong là 128GB. Nói chung là 128GB thì các bạn tha hồ lưu trữ. Hai con này bên mình thì là màn hình, tất cả là màn hình này, màn hình đẹp keng nhá. Không ám màu hay không lưu ảnh gì. Đấy, các bạn nhận được máy thì các bạn sẽ biết nhá. Rất là đẹp luôn. Hai con này thì màn hình đẹp leng keng luôn nhá. Đấy, các bạn quá trình nhận máy thì các bạn sẽ được kiểm tra máy nên các bạn yên tâm nhá. Đấy, mình bao cho các bạn màn hình đẹp keng, không ám màu hay không lưu ảnh gì. Phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Và sản phẩm Samsung Lot 9 này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 6.200.000 cho hai chiếc máy đẹp keng này các bạn nhé. Đấy, hai con này đẹp keng thì bên mình đang thanh lý các bạn giá là 6.200.000 thôi các bạn nhé. Phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Đấy, Lot 9 các bạn dùng rất là sướng và nhanh nhé. Và trên tay cho mình sản phẩm Lot 9 bên mình đây thì là sẽ hỗ trợ là cái bút chụp ảnh này. Đấy, bút chụp ảnh rất là tiện lợi nhá. Các bạn chỉ cần bấm bút sẽ là chụp ảnh. Đây thì mình sẽ kết nối bút cho các bạn nhé. Đấy, rất tiện lợi ở trên sản phẩm Samsung Lot 9, nó hơn Lot 8 rất nhiều nhá. Đấy, đấy các bạn bấm bút sẽ là chụp ảnh luôn. Đấy, đây. Màn hình là quay phim, nó sẽ có độ phim này. Các bạn có thể là quay camera này. Đây. Video này, video các bạn có thể là quay được độ phân giải là Ultra HD nhá, 4K này. Đấy, các bạn có thể là quay 4K luôn. Đấy, mình sẽ quay 4K luôn cho bạn này. Đây, video này, các bạn quay 4K này. Quá là nét luôn, các bạn nhìn là nét không ạ? Đây, mình bấm luôn là sẽ quay. Đấy. Phải chọc đầu bút xuống. Đấy, bấm này là đang quay đấy các bạn nhá. Đấy, con Lot 9 mình bấm đây sẽ dừng. Đấy, rất là tiện lợi ở sản phẩm
là bút lót 9 các bạn nhé. Đấy, hai con bên mình là đẹp keng này, thì hai con mình nên đang bán mọi giá là 6.200.000 nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung lót 9 thì các bạn nhà hàng là sớm nhất nhé các bạn nhé. 6.200.000 cho hai siêu phẩm Samsung lót 9 các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì là bên mình đang về con này là con Oppo A71 các bạn nhé. Đây. Con này là con Oppo này. Con này là Oppo A71. Đấy. Đây, con này là Oppo A71 này, phiên bản con này là RAM 3GB này. Bộ nhớ trong con này là 16GB các bạn nhé. Con Oppo A71 này thì là con này tất cả là máy dùng bình thường. Chỉ tình trạng là mỗi bị là lỗi sóng thôi các bạn nhé. Đấy. Con này là tất cả là máy dùng bình thường, Wi-Fi hay là nói chung là các bạn có thể là mua về các bạn gọi này Messenger này, Facebook này, Zalo hoặc gọi là Viber chẳng hạn, gọi cái ứng dụng mà để trên mạng hoặc là bạn hoặc các bạn mua về để tải Zoom để học Zoom chẳng hạn. Đây là các bạn tải phần mềm Zoom này, đây, học phần mềm Google này được này. Tải phần mềm Zoom các bạn về để học online tại nhà cũng được nhá. Chỉ tình trạng là mỗi bị mất sóng thôi. Con Oppo A71 này thì là ngoại hình còn rất là đẹp luôn. Đấy, máy chỉ là mất mỗi sóng thôi các bạn nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là gì nhỉ? 700.000 cho bạn nhé. Đấy, con Oppo A71 này chỉ bị lỗi sóng thôi các bạn nhé, lỗi sóng SIM. Tất cả là Wi-Fi, các bạn gọi mạng thì bình thường. Đấy, tải ứng dụng về học Zoom rất là ok. Hoặc các bạn mua về cho các em nhỏ để học online cực kỳ là ok nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 700.000. Đấy. Hoặc các bạn về có thể là nghiên cứu mang thợ để sửa cũng được nhé. Tại vì bên mình thì không sửa chữa. Mình mua sao thì mình bán vậy luôn cho các bạn. Đấy. 700.000 cho các bạn sản phẩm là Oppo A71 các bạn nhé. Đấy, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được là lo Samsung lót 8. Lót 8 thì hôm nay nhà mình về được lô lót 8 rất đẹp các bạn nhé. Đấy, Samsung lót 8 hôm nay nhà mình về một màu đen này, màu gold này, màu xám này và màu xanh này các bạn nhé. Nhà mình hôm nay về đủ màu này. Đấy, màu xanh này. Đấy, màu xanh, màu đen này. Đấy. Ngoại hình thì máy còn 90%. Đấy, màu đen này, màu xanh này. Đấy, màu gold này. Đấy, màu gold, bạn nào thích màu gold các bạn làm. Đây. Màu xám các bạn nhé. Samsung lót 9 thì mình sẽ loại lót 8 thì mình sẽ nói sơ qua qua về tình trạng máy và cấu hình bên mình. Thì Samsung lót 8 ấy thì là phiên bản của mình là tất cả là máy Hàn. Này. Bốn con này nhà mình tất cả là máy Hàn các bạn nhé. Tất cả là mình bên mình là máy Hàn. Đấy, hai sim hai sóng, mặc định mà lót 8 về cũng Hàn sẽ là một sim thì mình đã lên sim quốc tế cho các bạn rồi nhé. Thì các bạn nào mà dùng một sim thì mình sẽ về lại do gốc một sim cho các bạn nhé. Samsung lót 8 đấy ạ. Đấy, con này màu đen bóng đấy ạ. Đấy. Đấy, phiên con này là phiên bản Hàn nhé. Hai sim hai sóng, cấu hình con lót 8 này thì bên mình là RAM 6GB. Đấy, lót 8 thì là RAM nó như là RAM lót 9 thôi. RAM 6GB. Đấy. Bộ nhớ trong con này là 64GB các bạn nhé. Đấy, tất cả mấy con này nhà mình là 64GB tất này. Đấy, nói chung là đấy, phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con này thì là máy màu xanh. Đấy, ngoại hình thì là máy đẹp của 90%. Lót 8 bên mình thì là sẽ là mở khóa màn hình của nó cũng là màn hình của nó thì là nhỏ hơn lót 9 một inch thôi. Màn hình của nó cũng là tràn viền này, 6,3 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhé. Đấy, độ phân giải màn hình của lót 8 sẽ là 2K. Quay phim con này mình sẽ xem là chế độ quay phim của nó sẽ là bao nhiêu K các bạn nhé. Đấy, quay phim của nó mình sẽ chế độ vào quay phim này, quay phim của nó sẽ là có độ là gì đây, quay phim của này là ấy luôn này, UHD đấy, 4K luôn, quay phim 2K luôn này, đấy, quay phim UHD luôn các bạn nhé, đấy, quay phim 2K cho bạn nhé, đấy, các bạn quay phim thì 2K, 4K, 8K cực kỳ tuyệt vời luôn, đấy, Samsung lót 8 này, đấy, máy màu xanh, ngoại hình 90%, tất cả Samsung lót 8 này, hôm nay thì mình về lô này nhé, thì là màn hình đẹp nhé. Đây, tất cả là màn hình đẹp này, không ám ố hay không lưu ảnh gì nhá. Tất cả bốn con này nhà mình màn hình đẹp tất nhá. Đây. Đây, toàn màn hình đẹp nhá, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đấy, các bạn nhận được máy thì các bạn sẽ biết nhá. Màu gold cũng đẹp. Bạn nào hợp màu gold các bạn dùng màu gold thì cũng rất ok các bạn nhé. Đây. Toàn màn hình đẹp nhá, không ám ố hay không lưu ảnh gì, con này màu xám, màu lông chuột cũng đẹp. Đấy. Đấy, mình sẽ sản phẩm là xem phim coi như là nhạc vàng, mình sẽ nghe nhạc vàng cho bạn luôn là sản phẩm Samsung lót 8. Đấy, loa nghe cực kỳ là phê và hay luôn.
đấy đấy, nghe nhạc thì cực kỳ là giòn và tan. Đấy, màn hình 2K nhé, các bạn nghiêng thì không bao giờ độ bóng mờ gì các bạn nhé. Đấy, Samsung Note 8 này thì là của nó là hai camera, đèn flash và trợ sáng vân tay nhé. Mở khóa thì sẽ có 3 tính năng: khuôn mặt, mống mắt và vân tay các bạn nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này thì bên các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất. Bốn con này bên mình bán đồng giá cho bạn với giá là 4.500.000 nhé. Bốn con Samsung Note 8 này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 4.500.000. Tất cả là màn hình đẹp keng nhé, không ả mố hay không lưu ảnh gì. Nhà mình có màu xanh này, màu gold này và màu đen bóng này và màu lông chuột đấy nhá. Đấy, đủ 4 màu cho bạn nhá, 4.500.000 nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này các bạn nhà hàng lần sớm nhất nhá. Đấy, bên mình đang máy đẹp keng thì bên mình đang bán cho bạn giá là 4.500.000. Nói chung là Note 8 mà giá mà tầm 4 triệu, hơn 4 triệu tí, 4 triệu 1, 4 triệu 2 tí. Nói thật với các bạn, màn hình mà không ám ấy thì mình nói chung là màn hình không ám ấy thì không gì nhỉ, không có giá đấy các bạn nhá. Nếu màn hình đẹp thì không bao giờ có giá là 4 triệu 1, 4 triệu 2 đấy các bạn nhé. Riêng Note 8 màn hình đẹp ấy, thì lúc nào nhập lúc nào các bạn mình bọn này mình chỉ bán gọi là bán có thôi mà, chứ thực ra lãi lời được bao nhiêu đâu. Đấy. Còn Note 8 mà giá 4 triệu 1, 4 triệu 2 thì là màn hình đẹp thì là hơi bị khó các bạn nhá. Kiểu gì lúc nào nó phải giá một chút. Đấy. 4 triệu rưỡi cho mình thì rất là ok luôn. Các bạn nhận được máy thì khỏi phải chê luôn các bạn nhé. Đấy, Note 8 dùng rất là ok các bạn nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con Oppo A39 này. Đấy, A39 này. Con Oppo A39 phiên bản là RAM 3GB này. RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB các bạn nhé. Con Oppo A39 này là phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Máy thì con này thì là vỏ có cũ vẩy theo thời gian các bạn nhé. Đây, viền thì còn hơi vỡ theo thời gian thôi. Kiểu máy cũ mà, cũ lướt theo thời gian rồi. Đấy, con Oppo A39 này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 900.000 nhé. Đấy, chỉ với giá là 900.000 thôi. Các bạn là xíu sản phẩm là Oppo A39, phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB, 2 SIM 2 sóng các bạn nhé, rất là ok ạ. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được hai cây Samsung A8 2018. Samsung A8 2018 thì là mình sẽ nói sơ cua qua về cấu hình cho các bạn. Con này thì là phiên bản của nó là RAM thì nhỉ, A8 2018 đây là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Hai con Samsung A8 2018 này thì là màn hình của nó là màn hình AMOLED, cho hiển thị hình ảnh cực kỳ là sắc đẹp nhá, Full HD luôn, Full HD cộng đấy, màn hình AMOLED Full HD cộng. Hai con này thì mình là bản Hàn này, một SIM nhá. Hai con Samsung A8 này thì mình là bản Hàn một SIM. Máy thì hai con này thì là máy đẹp leng keng xà beng luôn. Đấy. Nói chung là các bạn dùng mà con A8 này nhỏ nhỏ gọn cũng rất là thích nhá. Camera trước thì là hỗ trợ hai camera. Các bạn selfie hay là tự sướng thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Mà cầm thì cực kỳ là nhỏ gọn, các bạn mua cho các em học sinh thì rất là ok các bạn nhé. Và sản phẩm Samsung A8 2018 này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2.4 triệu nhé, 2.4 triệu một chục con, máy đẹp leng keng xà beng các bạn nhé. A8 2018 đấy ạ. Đấy, mình sẽ còn cái gì mình sẽ thanh lý nó cho bạn nha. Và chuyên mục là bên này là sẽ là thanh lý SIM các bạn nhé. Đấy, và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình là còn 3 chiếc SIM Villa vào mạng cả năm. SIM Villa 4G vào mạng cả năm này thì bên mình đang đây, SIM Villa 4G vào mạng cả năm nhé. SIM này chỉ để vào mạng các bạn nhé. SIM này thì là bên mình đang bán cho bạn với giá là 350.000, chỉ với giá là 350.000 thôi. Thì các bạn sẽ được hưởng như thế nào thì là các bạn sẽ là vào mạng 1 năm miễn phí 1 năm, không phát sinh thêm 1.000 nào nữa các bạn nhé, chỉ với giá là 350.000 thôi các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm SIM Villa 4G vào mạng cả năm với giá 350.000 này, các bạn nhà hàng thì sớm nhất nhá. Bên mình thì có một SIM thì mình sẽ cũng ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà mua máy bên mình thì mình cũng sẽ ship luôn cho các bạn nhé các bạn nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về đi ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì là các bạn ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy liên hệ trực tiếp mình đặt hàng. Và giờ làm việc mình bắt đầu từ là 7 giờ sáng và đến là 10 giờ tối. Mong các bạn đừng gọi cho mình là sớm quá, không muộn quá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và xin chúc bạn đã xem video của mình một buổi tối ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc.
Và các bạn nhớ đăng ký kênh, ủng hộ, subscribe bên mình nhé các bạn nhé.